Quảng Liên nào. Mới khi hôm qua Mai là họ nhà Mai Thứ Thủy đó. Này mẹ bốn thân mọc lên nhau chứ không phải chung gốc. Ổi nhìn thì rất là sạch sẽ nhưng mà không được yêu thương cho lắm rồi. Đây này nó mới phá mầm lên là xấu lắm. Bởi vì là bây giờ là đây này phải một tay nữa giật một cái ngọn nữa xong cái này cho nó đủ kính đủ 7. Còn cái tổng 5, tổng là 5 rồi. Nhưng mà bên này là có 2 tay, bên kia là con đuối. Nên cái là 7 tay. Ở bên đấy đang trống. Bánh mì, bánh rán, bánh tiêu, bánh chu kem, bánh giò, bánh dày nào. Trông là hồi đẹp. Bánh mì, bánh rán, bánh tiêu, đẹp, bánh chu kem, bánh dày, bánh giò đây. Chuẩn bị chưa đến giờ nói sếp nghe tiếng chết, sếp xem cũng nghe tiếng chết. Đúng rồi. Toàn hàng khai thác trong rừng, xương cá này, tám an. Toàn xương cá đẹp này. Đấy ông Thìn ạ, bán những cái loại này này, nhiều tiền. Rất khó làm trọng. Viên đây. Cái này là cái gì bác nhỉ? Cái này là cái gì ấy nhỉ? Quên mất tên à? To ghê. Chung là cây hoa. Rành rành. Rành rành đẹp đấy. À đây là bạch thiên hương. Cách ngày đó trong hai chân này. Xương cá ra rất đẹp. Đâu bao tiền. Quan trọng là người ta thích thì bao tiền người ta cũng mua, không thích thì chịu. Không phải một thân. Cá không?
Ông có cá không? Cho rổ luôn này. Chứ sao không để nó lộ cái bệ ra? Cho rổ luôn này. Khó tìm quá. Khó tìm. Rổ luôn. Cũng nằm hôi thì nhổ. Rổ luôn. Ngoài đó. Cái ở hôm trước bán rồi. Cái ở ba thân bán rồi. Nhiều người thích ổi phết nhỉ. Từ khi mình quay ổi nhiều người thích ổi. Nhiều người là nghiện ổi. Nhiên ổi về phải biết chơi mới chơi được ổi. Chùm ổi đó. Em thì chuyên ổi rồi. Mơi thêm một cái tay bên này tí nữa cho nó đủ. 5 thì đủ 5 cái lớn rồi, nhưng mà bên này thêm một cái nữa. Nhất cho nó đầy. Thứ hai là nếu mà tính tổng cũng vẫn là 7 cái nhỏ. 7 cái nhỏ bánh dày quăng đi một vòng cái đã, sang bên này quay nốt cái đã. Cái này quay rồi. Chào nghệ nhân. Xuất xưởng mấy cây rồi. À vâng. Thấy ông anh ông gọi bảo là lấy cây gì nhỉ? Sơn liễu của chú. À tôi xuất xưởng mấy cây rồi. À, thấy ông anh ông gọi ông khoe mà lấy được cái sơn liễu của chú rồi. Hoặc là 2.3 rồi thì để cho 2.2 rồi thì 100 lạng cái gì hết rồi. Mấy cũng cứ quay mà. Đúng rồi, chuyên mini. Ôi, ta này hay quá nhỉ. Quay đi vào nhá. Dạ. Quay đi vào đường nhá. Vâng, cháu phải đi hết lượt. Trẻ con trẻ làm. Nay phải đi sớm rồi, tí còn đi làm. Gà rụt, gà múc đỏ. Rụt dịt. Này thì nhiều tiền rồi. Ôm bằng đá. Cái sổ. Tỷ lệ này sướng quá nhỉ. Thích cái này phết ạ. Đa búp đỏ. Không biết cái này bao tiền. Hỏi sẽ biết giá thôi. Đẹp chưa? Mê chưa? Đa lông, đa búp đỏ. Không phải đa lông đâu. Cây này bao tiền đấy chị ơi? Vàng lại.
Chào các bạn, đẹp không? Em muốn. Chào các bạn. 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 Chào các bạ